Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng Dynamo, bài số 7. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một list linh hoạt hơn hơn cái bài hôm trước. Bài hôm trước thì mình tạo một cái list sử dụng cái giá trị đầu vào cứng nhắc. Tức là mình muốn tạo một cái list như thế nào thì mình đưa cái giá trị đầu vào như vậy. Thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ tạo một cái list khác nhưng mà linh hoạt hơn, tạo một cái list nhanh hơn theo ý muốn của mình. Thì ở đây mình sẽ vào cái call này, list. Mình sẽ sử dụng hai cái nốt, đó là nốt range và nốt sequence. Đây mình sẽ lấy hai cái nốt này ra. Mình sẽ có cái này. Ok. Mình sẽ đưa ba cái thằng slider này xuống đây. Rồi, mình cho cái integer slider này mình sẽ đưa nó về một thôi. Các bạn thấy là cái sequence và cái range nó có chức năng là để tạo list, nhưng mà cái cách tạo list, tạo một cái danh sách số khác nhau. Để biết cái sự khác nhau ấy, thì mình sẽ đưa cái giá trị đầu vào này để cho các bạn quan sát. Chúng ta sẽ đưa cái giá trị 5 này vào start. Tương tự đây mình đưa vào start. 10 này mình sẽ đưa vào thằng amount trong sequence, và 10 này mình sẽ đưa vào thằng end trong range, và cái thằng cuối cùng này, một này mình sẽ đưa vào step trong sequence, và một này mình đưa vào step trong range. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái giá trị đầu ra của nó. Đó, bạn thấy ở đây chúng ta sẽ cho nó hiện ra. Mình sẽ đưa lên đây để các bạn nhìn cho dễ. Đấy, các bạn thấy ở đây sequence ấy, nó sẽ tạo ra một cái danh sách theo cái amount này, số lượng cái phần tử tạo ra trong list chính bằng cái amount mình đưa vào. Ở đây amount mình đưa vào là 10. Thì các bạn thấy ở đây nó tạo từ 0 cho đến 9, đúng 10 phần tử trong cái list này. Và số đầu tiên bắt đầu chính là số 5. Mình đưa vào đầu tiên là số 5. Số 5 mình đưa vào. Và nó sẽ cái phần tử tiếp theo thì sẽ bằng phần tử trước đó cộng với 1. Thì ở đây các bạn thấy có 5 này. Phần tử tiếp theo cộng 6, 7, 8, 9, 10. Cộng đến bao giờ đủ cái amount này thì thôi. Tức là đủ 10 phần tử. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái range để các bạn xem. Thì ở đây các bạn ở range này thì các bạn hiện tại thì nó có 5 phần tử. À, có 6 phần tử. Các bạn nhìn đây là 6 phần tử trong cái dấu ngoặc nhọn bên dưới này. Chúng ta thấy có 10 này và bên này là có 6. Thì cái giá trị bắt đầu tiên cũng là 5. Nhưng mà các bạn thấy end của nó ấy, là giá trị ở đây các bạn thấy là mình đưa vào đổ vào end này là 10, thì nó để cái giá trị cuối cùng này là 10 và step là cái bước tăng dần. Là nó cũng bằng cái giá trị sau, giá trị phần tử hiện tại thì bằng giá trị trước đó cộng với cái step này. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi cái step này đi, thì hai cái thằng này sẽ thay đổi như thế nào. Mình sẽ thay đổi cái thằng này lên 2. Các bạn thấy ở đây khi mình thay đổi lên 2 thì cái số phần tử trong thằng sequence này vẫn giữ là 10, nhưng mà ấy, cái thằng range này nó chỉ còn 3 thôi. Tại vì là cái bước của thằng này, cái end này nghĩa là cái giá trị lớn nhất cho phép của một phần tử trong cái list này. Thì ở đây nó lấy giá trị đầu tiên là 5, xong đó nó sẽ cộng với bước step để tạo phần tử thứ hai là 7. Sau đó 7 này sẽ cộng với 2 để tạo phần tử tiếp theo là 9. Và cái phần tử tiếp theo sẽ là 9 cộng với 2 để tạo phần tử tiếp theo là phần tử số 3. Nhưng mà 9 cộng 2 bằng 11, lớn hơn cái số 10 này. Lớn hơn cái số 10 này thì nó sẽ không không tạo ra nữa, thì nó sẽ bỏ qua cái phần tử đấy. Ví dụ mình thay đổi cái số 10 này lên một, lên thêm chẳng hạn. Mình để 11 cho bạn thấy. Các bạn thấy đây thì nó đã thỏa mãn cái 11 này bằng cái 11 end mình đưa vào cái thằng này. Cho nên nó chấp nhận cái phần tử này.
Đấy, chấp nhận cái phần tử số 11 này. Đó. Các bạn càng tăng cái step này lên ý, thì nhiều khả năng cái range này nó sẽ giảm đi, bởi vì cái số phần tử thỏa mãn nó sẽ ít dần. Còn cái list này thì nó sẽ luôn luôn tạo ra cái số lượng như thế. Ở đây mình đưa vào bao nhiêu thì nó vào như thế. 11 thì tạo 11 phần tử, 10 thì tạo 10 phần tử. Đó là cái hai cái phần sequence và range để tạo cái list. Các bạn nhớ để các bạn tạo cái danh sách theo ý của mình. Bây giờ mình sẽ thử một cái phép tính. Đây mình sẽ co cái thằng này lại cho nó gọn nào. Mình sẽ tự một cái phép tính cộng. Đây, mình sẽ đưa phép tính cộng vào. Đó. Cộng này thì mình đã hướng dẫn trong cái bài trước rồi. Để cộng hai số thì bài hôm nay mình sẽ lấy một số nữa ra. Ok, call này, mình vào input, mình sẽ lấy một cái number ra. Ví dụ number mình lấy là mình đại số 7 đi. Số 7 là mình lấy vào y. Tức là x cộng với y thì y mình để là 7, và cái x này mình sẽ lấy vào cái sequence. Mình sẽ cho cái sequence này ra. Sequence mình đưa vào x. Rồi, các bạn xem kết quả đầu ra của phép cộng này. Các bạn thấy là kết quả đầu ra của phép cộng này bây giờ nó cũng là một cái list gồm 10 phần tử, giống hệt như 10 phần tử trong cái sequence này. Nhưng mà mình sẽ xem lần lượt các phần tử. Phần tử đầu tiên là 12. Các bạn thấy phần tử đầu tiên là 12 thì nó chính bằng là 5 của phần tử đầu tiên trong cái thằng sequence này cộng với giá trị 7. Tương tự 17. Kết quả 17 của phép tính cộng này sẽ chính bằng 10 cộng với 7. 22 bằng 15 cộng với 7. Đó, như vậy nó sẽ lấy lần lượt các phần tử trong cái thằng sequence này cộng với 7 để tạo ra một cái danh sách. Còn đó là khi chúng ta cộng một list và một cái number, các bạn thấy nó linh hoạt như vậy. Bây giờ mình sẽ thử một cái khác, một cái toán tử so sánh đi, nhỏ hơn. Mình sẽ so sánh number này và là số 7 là y, và cái sequence này là x, và mình xem kết quả đầu ra. Bạn kết quả đầu ra đây, các bạn thấy là true, false, false, false. Vì ở đây là gì? Nó sẽ so sánh từng giá trị của cái thằng sequence này với cái giá trị number ở đây. Number ở đây là mình đưa vào vào x, vào y, và sequence mình đưa vào x thì nó sẽ so sánh từng giá trị trong cái thằng sequence này là x so sánh với y. Nếu có phải 5 nhỏ hơn 7 không? Đúng, nó trả về true ở đây. Có phải 10 nhỏ hơn 7 không? Không, trả về false ở đây. Lần lượt như vậy nó sẽ trả về danh sách như thế này. Bây giờ mình sẽ thử với một cái point. Anh học đi cho nó đỡ khó khăn. Chúng ta sẽ vào cái point by coordinate này. Rồi, các bạn nhìn thấy cái point ở đây. Bây giờ mình sẽ đưa cái thằng sequence này. Bạn thấy giá trị mặc định đều là không hết, nghĩa là cái point này tạo ra ở vị trí gốc tọa độ này. Mình sẽ đưa cái thằng sequence này vào giá trị z. Đó, các bạn thấy là nó sẽ tạo ra một cái loạt các cái điểm theo phương trực z như này. Chúng ta xem cái tọa độ của cái point này. Bạn thấy ở đây nó sẽ tạo ra một loạt các cái tọa độ lần lượt, đều là x bằng 0, y bằng 0, tại vì mình không đưa giá trị y vào. Nhưng mà z ấy thì mình có đưa theo cái thằng sequence này. Lần lượt tọa độ z của nó sẽ là 5 5 10. Đó.
5, 10, 15, 20 đây lần lượt. 5, 10, 15 theo cái tọa độ, theo cái giá trị của list trong hàng sequence này đã tạo ra. Đấy. Ok. Bài này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Như vậy bài này các bạn đã biết được hai cái hình thức tạo ra list rất là linh hoạt trong động, một là thằng sequence và hai là range. Và chúng ta biết được cái cách thực hiện cái tính toán đối với một cái list là nếu bạn sử dụng list thì kết quả tạo ra nó sẽ là một cái list. Đơn giản như vậy. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.